rằm tháng bảy, mẹ dẫn con đi chùa, dâng hương lên cùng Phật, lấy tay mẹ xin thưa. Con cúi đầu lạy Phật, mẹ thấy con ngoan không, mai kia con trông lớn làm cho mẹ vừa lòng. Công đức ân sinh trường cao tở núi Thái Sơn, dưỡng dục nghĩa mang nặng suối nguồn thật mong manh. Mẹ ơi con trả hiếu cho mẹ và cho cha, hai vị Phật còn sống chúng ở cả một nhà. Hai vị Phật còn sống chúng ở cả một nhà. Cho mẹ